Ta giữ rồi. Giữ lì lúc mở. Ba. Em mong trước bạn kia bạn tư vấn cho anh là à, đa số thì là ba lần, còn đâu chắc là nhầm sang con nào đấy. Thì lỡ mình đỡ phải thao tác nhiều anh. Giữ anh là anh thích giữ hơn. Vâng. Nhưng mà anh hỏi là phải ấn à? Bảo, vâng anh ơi phải ấn. May quá. Đồng ý mình. Khi nó là cái duyên. Vì nó có nhiều loại xe bấm 3 lần quá. Anh cứ anh thao tác này. Cái anh lấy nút zin của nó. Nút đầu này. Đây làm nào để cho nó lên lên. Để cho nó xuống hẳn được. Nó cũng phải xuống hẳn. Rồi hết hành trình đi. Anh đá chân thử cho nó quen. Dưới cái mắt đấy. Dưới mắt đấy. Em xét độ anh cái vị trí mà như bạn kia nói là hơi thấp hơn một tí. Thấp hơn một tí anh. Ừ, nó đang mức cái tuổi. Đang mức đấy rồi. Vâng. Đấy.